channel của Bình Trang nha. Hôm nay Bình Trang sẽ làm món nước, cũng lại là con cá chinh, nhưng mà con cá chinh này chinh khác nha anh em. Còn đây là con chinh dừa, nó ở ràng nha anh em, nó rất là ngon. Còn đây là con cá kim nè anh em, thấy anh em thấy cái kim không? Nó tựa tựa giống như con cá hút bụi, con bụi sinh á, nhưng mà không phải nha anh em. Con này là con cá kim, chỉ có những người đi câu sỏi mới có nha anh em. Đây nè, con này cũng vậy nha, con này cũng đi câu sỏi nha anh em. Thấy lửa không? Cước này, lửa nè anh em. Và bắt đầu vô mình làm nha anh em. Ủa con tôm không mà tôm mà lắc ra nó bờ bát hết rồi. Giờ mình nướng đi. Ủa? Mì mắt được. Mì dí không? Không mà ông lấy mì dí. Bây gọi trên gì đây? Dưa nè. Dưa đây. Dưa bắt sâu đấy. Dưa lạc chua nè. Ê, coi đá cái hồ. Nói quá. Không quay không? Giờ là lọc, giờ là lọc xương của cá trên đây nha, cá đẹp. Đây là ăn tôm Alaska độc sâu Lý Hải đấy. Độc cơ đỏ, tưởng đem tôm ăn mừng xíu, bên em mua tôm ăn ngờ muốn gì đi. Cứ ngắt như cá đá đi. Chết rồi. Cá kim hả ông ơi? Kim hả? Okay, là bữa giờ là không có video nên mình phải bù đắp lại cho anh em nha anh em. Mình cũng làm xong hai con chân rồi anh em. Thì mình sẽ đem đi nướng. Bữa nay mình sẽ nướng ngói nha anh em. Chiều bữa nướng cái thân cây chuối nó không có thành công anh em. Con này là con cá kim nha anh em. Nó là gì vậy? Nướng như con gì không? Đây sẽ khúc đây. Cái xương này ăn giòn nha anh em, nướng ăn giòn. Vãi cha. Lần người ta nó nhạc đi nó bỏ chú mày bán. Mở vô mày. Lúc cùng. Mình còn tắm nữa anh em ơi. Phần đầu của nó nè nè. Giờ mình sẽ ướp nguyên liệu mình ướp nha nè. Gồm cái đường nè, bột ngọt, muối, dầu he.
giờ bây giờ mình sẽ nướng nha anh em. Mình nướng bằng ngói trên miếng ngói nha anh em. Chở dầu. Chở dầu mình viết lên ngói. Cho nó khỏi. Mình nướng bên thịt trước cho chín lên. Mình nướng bên thịt trước để cho nó chín bên thịt nha anh em. Anh em thấy đẹp mắt không? Cái con đây là con cá kim đây, tí nữa mình con cá kim đây tí nữa mình sẽ lấy cái dĩa mình nướng. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Mình cũng nướng chín con chân rồi anh em. Giờ anh em mình sẽ lứt thử để nó coi thử mình làm cái món chân nướng ngói này là ngon anh em. Bây giờ mình lứt thử chấm vô, chấm vô. Nói chung là làm lớn ăn tước. Sếp mà. Tiêm một cái món ăn xem anh em. Chén muối huyền thoại của vui à? của gì kìa? Khải Bùi à? Khải Bùi. Thảo lỏ giả chén muối kìa. Thiếu cái vị cay anh em. Mình quên chỗ. Nhưng mà ngon ngon. Nó nướng kiểu này nóng ngon. Rồi, nó không có cháy anh em. Không làm miếng nữa. Cay quá. Chẳng mắm mà cay quá. Nó mà dành lũng biết luôn. Thôi đem bôi cái món trước em. Quái lắm luôn. Ừ. Nè, ăn. Lúc thử đi. Mau lúc, từ từ lúc cho. Ê, chạy. Ăn đi. Ăn, chạy.
Đi bánh nó bỏ vô em. Ngại gì nữa mà mấy ông em trước tôi lướt sâu gì nữa mà. Ăn đi. Ừ. Nè. Đó. Đây công nó lướt. Tôi quay cho Thanh gọi lướt miếng nha anh em. Tôi rớt rồi nè. Giờ mình quay cho Thanh gọi lướt miếng thử ra sao. Dừa mấy em ơi, món này ngon. Mà giờ con cá này cũng gần chín rồi anh em ơi. Anh em thấy không? Con cá này hiếm quá, không có ít quá, không có thể mua được anh em. Nên mình chỉ có mình nhờ để tìm có một con này để review anh em. Anh em thấy đẹp không? Mệt mê không quá. Đi à, mình nổ. Bây giờ con cá này cũng là chín rồi anh em. Giờ mình sẽ review con cá này thử nha anh em. Vỏ nó cứng không sao? Trời ơi, sao ít thịt chứ tao. Nó dính thịt trong này hết rồi. Cá hiếm biểu. Do con cá này nó cũng nhỏ quá, coi nó phải lớn hơn nữa anh em. Nóng hổi anh em ơi. Mình lướt thử nha. Bóc tay luôn, Việt Nam bóc tay luôn nha. Buồn nó dai, thịt con này nó dai lắm. Rồi nóng. Bốc hơi à, nè mọi người. Nóng. Thịt con này nó không có bùi mà nó dai anh em. Nó dai nhất nhất nhất. Rất là ngon. Lấy nướng nữa nó khô nữa nè. Con này có thể luộc nữa nha anh em. Có thể vừa nướng mà vừa luộc cũng được. Mình làm miếng nữa, ngon quá. Rồi nhường cho tem Pokemon ăn chứ không đỡ tem Pokemon nói. Mình xem ăn hết. Xem nhau màu hai ba. Và cái clip này cũng kết thúc anh em ơi. Và video này các bạn thấy video này hay thì hãy đỡ lại một like và một share để ủng hộ kênh của Bình Chem nha anh em. Và kênh Bình Chem sẽ bye bye anh em. Bye anh em. Bye anh em. Bye bye luôn bye chú. Bye anh em. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa.